Thổ xưa hầu như nhà nào ở Đà Lạt cũng có trồng hồng, ít thì vài ba cây, nhiều thì cả khu vườn sau nhà. Thứ cây hiền lành, lẳng lặng mọc, không dành đất với rau củ bên dưới nên luôn được giữ lại. Mùa hè tỏa bóng mát xanh mùa thu cho trái. Hồng gió có tên đầy đủ là hồng treo gió Hoshigaki. Đây là phương pháp sấy hồng truyền thống của Nhật Bản. Năm 2012, những nông dân sản xuất hồng gió từ Nhật Bản và các chuyên gia nông nghiệp của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam đã đến Đà Lạt hướng dẫn cho hơn 100 hộ nông dân phương pháp chế biến hồng chỉ dùng nắng và gió tự nhiên, không dùng than đá, than củi. Cái hồng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản này được sản xuất theo quy trình là công nghệ của Nhật Bản, người Nhật chuyển giao, và sản xuất là treo trong nhà kính, phơi sấy bằng nắng và gió tự nhiên, và nó đem lại một cái hương vị ngọt rất là dịu và thơm, mà món quà rất là lý tưởng để cho mà mỗi lần du khách mà đến Đà Lạt. Món hồng gió kiểu Nhật sản xuất tại Đà Lạt nổi tiếng vào khoảng năm 2016. Đến nay, Đà Lạt đã có khoảng 1.000 người sản xuất loại mứt này. Giá mứt hồng gió cao gấp đôi, có thời điểm gấp 3-4 lần so với mứt hồng sấy bằng than đá hoặc than củi. Mùa hồng bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12. Do là cái thời gian này mưa rất là nhiều cho nên nông dân Đà Lạt mình xưa giờ chỉ dùng cái phương pháp sấy để sản xuất hồng sấy truyền thống. Sau khi mà giống hồng muộn xuất hiện ở Đà Lạt, cái giống này, cái vụ của nó là bắt đầu từ tháng 8 cho đến tháng 2. Do là nó rất là gần với Tết, khi mà cái ẩm độ nó không có còn như là trong mùa mưa nữa. Trời thì nhiều gió, nhất là cái mùa hồng muộn, trái thì vẫn còn rất là nhiều. Cho nên nó đã tạo thành một cái điều kiện rất là thuận lợi cho nông dân Đà Lạt tạo ra cái món hồng treo gió để phục vụ cái dịp lễ Tết này ạ. Hồng gió Đà Lạt là món mứt không chỉ dùng vào dịp Tết mà có thể dùng quanh năm với trà và cà phê. Tuy nhiên, vì lý do thời tiết và mùa vụ nên món mứt nổi tiếng của Đà Lạt chỉ sản xuất vào dịp cận Tết khi lạnh sâu, nắng gắt và độ ẩm thật thấp. Quả hồng gió sấy khô có thể giữ trong ngăn đá và ăn ngay sau khi lấy ra khỏi tủ vì mứt hồng gió không bị đông đá. Hồng gió loại cực phẩm là được cất trong tủ đông từ 1 năm trở lên. Sau thời gian được ướp lạnh, tự như được vùi trong tuyết theo cách làm truyền thống tại Nhật, quả hồng phủ một lớp đường trắng lấm tấm. Để có món mứt hồng gió có lớp phấn đường bao phủ thì cần thời gian dài, cần bảo quản lạnh ở tủ cấp đông. Nếu bảo quản số lượng lớn thì tốn quá nhiều chi phí khiến giá thành đội lên cao, nên người sản xuất chỉ làm một ít để tự dùng hoặc biếu tặng vào những dịp đặc biệt. Sau khi được du nhập vào Việt Nam khoảng gần 10 năm nay, hồng gió đã tạo nên một cái cơn sốt rất là hot luôn. Tức là cái dây chuyền sản xuất của hồng gió theo công nghệ của Nhật Bản rất là khác biệt, rất là lạ. Cho nên là nó tạo thành một cái điểm nhấn cho cái hồng treo gió này. Tức là tôi thấy thì về độ ngọt, độ mật, độ mềm, tất cả đều rất là nhỉnh hơn so với hồng sấy truyền thống của Đà Lạt ạ. Thì chính vì vậy mà người tiêu dùng dành một cái sự ưu ái rất là cao cho hồng treo gió. Chính vì vậy thì hồng treo gió đã trở thành một trong những loại đặc sản hot nhất của Đà Lạt hiện nay ạ. Ở góc độ tiêu dùng gia đình, nếu sau Tết còn thừa lại một ít hồng gió, mọi người không nên bỏ đi mà có thể rút chân không và bảo quản lạnh, chờ ngày thưởng thức món mứt ngon thượng hạng. Mứt hồng không bị đông đá khi cấp đông vì nước đã bị bay hơi gần hết trong quá trình sản xuất. Khi muốn ăn, chỉ cần lấy ra khỏi tủ đông khoảng 15 phút. Bằng việc bảo quản lạnh, người tiêu dùng sẽ không lo ngại mua quá nhiều hồng gió vào dịp cận Tết và bị hư phải bỏ sau Tết. Nhờ tính chất đặc biệt này của hồng gió, các bà nội trợ có thể chủ động mua nhiều để tích trữ, ăn dần trong năm hoặc nhiều năm tùy sở thích.